Ta về tìm hiểu ba loại tính năng rồi tác dụng rồi thông số kỹ thuật của ba loại rơ le trung gian, rồi ba loại công tắc tơ, rồi ba loại rơ le thời gian là chưa có. Ở đây mới chỉ nhắc lại là lý thuyết thôi. Đấy, lý thuyết thôi. Cái thứ hai nữa là trong cái sơ đồ đấu đối của cái mạch thí nghiệm ấy là chưa có. Tức anh nghe rõ chưa? Alo. Đức Anh nghe rõ không? Đức Anh đâu rồi? Như vậy là bạn Đức Anh đi đâu đó? Đến của bạn Trung Tín. À, ví dụ như là bạn ấy tìm hiểu về rơ le trung gian của hãng Schneider. Đấy là ký hiệu loại RXM2LB17P, loại 8 chân. Đó. Đấy là loại thứ nhất. Loại thứ hai là của Omron. Đó. Đấy, như vậy là bạn ấy thiếu mất một loại nữa, đúng không? Thì ở đây ấy thì về hình thức biểu diễn, về hình thức trình bày này là tạm ổn. Nhưng ở đây Trung Tín biết thiếu cái gì không? Dạ sao thầy? Là thiếu chân, chân đế của nó. À Ví dụ như là cái hãng cái rơ le RXM2LB17P đó, thì ở đây em đã giới thiệu thông số kỹ thuật đúng chưa, nhưng mà em chưa giới thiệu cái chân của nó, bởi vì cái chân của nó sẽ dẫn tới là cái sơ đồ đấu nối này và cái ứng dụng đấy. Thì ứng dụng ở đây thì tất nhiên là theo nhiều cái cách hiểu của em đấy. Thầy có thể gợi ý như thế này. Thứ nhất là cái rơ le trung gian được dùng làm gì, đúng không? Đó là gì, là nó điều khiển những cái khác, hoặc là tạo cái thuật toán điều khiển logic nào đó, đúng chưa? Nhưng cái quan trọng nhất đấy là em phải nêu bật được cái rơ le 8 chân này là như vậy, là nó có mấy cặp tiếp điểm thường đóng và mấy cặp tiếp điểm thường mở, đúng chưa? Vậy thì lúc đó là tối đa chúng ta có thể là chỉ sử dụng là cho nó được bao nhiêu lệnh. Đó là cái quan trọng. Đúng không? Dạ thầy, cái phần đó em có làm ở phía dưới á thầy. Thế rồi coi tiếp tục. Đấy, thì chúng ta trình bày, bởi vì ở đây chúng ta là không phải học lý thuyết mà chúng ta tìm hiểu cụ thể là từng cái một. Đúng không? Sản phẩm cụ thể thì chúng ta giới thiệu cụ thể. Đấy. Ví dụ như cái ứng dụng chung chung này là về lý thuyết thì chúng ta không trình bày nữa, đúng không? Đấy, mà chúng ta ví dụ như ở đây chẳng hạn là ví dụ như là cái rơ le này 8 chân đấy, như vậy nó sẽ có gì, có 6 chân làm tiếp điểm, như vậy là nó sẽ có hai cặp thường đóng và hai cặp thường mở, đúng không? Ví dụ thế. Thế vậy thì với hai cặp thường đóng hai cặp mở này thì chúng ta đã điều khiển được những cái gì tối đa, chúng ta phải nói rõ. Ví dụ như là hai cặp thường mở thì chúng ta sẽ điều khiển được gì, hai thiết bị, đúng không? Hai cặp thường đóng chúng ta cũng điều khiển được hai thiết bị nhưng đảo trạng thái ngược lại. Thế như vậy là với rơ le này chúng ta có thể điều khiển được bao nhiêu, bốn thiết bị, tức có thể là bốn cái rơ le trung gian khác, hoặc bốn cái công tắc tơ, đúng không? Hoặc bốn cái đèn lệnh. Như vậy là chúng ta sẽ điều khiển được bốn lệnh, đúng không? Trong đó có hai lệnh on và hai lệnh gì, hai lệnh off. Đấy là cái mà thầy mong muốn các em tìm hiểu, đúng không? Tín hiểu chưa?
Dạ em hiểu rồi. Vâng, đấy, chúng ta phải trình bày nó như thế. Đến cái đấu nối thì ở đây ấy là rõ ràng là em đang tìm hiểu về rơ le 8 chân. Đó. Đúng không? Cả hai loại đều 8 chân. Nhưng ở dưới này em lại giới thiệu là rơ le 4 chân. Đó. Đây, 8 chân đây. Thì 8 chân này tốt nhất là em nên trình bày nó luôn ở đây. Đấy, luôn từng hãng một. Hình dáng kích thước chân đế, rồi sơ đồ đấu nối, đây là sơ đồ nối. Thì đây rõ ràng là gì? Em sẽ giới thiệu được là gì? Như vậy là chân 1 và chân 5 là gì? Là chân nguồn. Thầy ơi, thầy chưa trình chiếu rồi. À thế à? À Dạ. xin lỗi. Xin lỗi. Đấy, như vậy ở đây ấy là đến cái chỗ sơ đồ chân này tốt nhất là em nên ném ném vào cụ thể của em ở đây. Đấy. Sơ đồ đấu nối của hai cái nơi em tìm hiểu này có thể là giống nhau nhưng hình dáng và kích thước nó sẽ khác nhau. Đúng không? Thì em ném cụ thể nó vào đây. Đấy. Và căn cứ vào sơ đồ chân này em sẽ giới thiệu được là chân 1, chân 5 là gì? Là hai chân nguồn hay là hai chân đầu cuộn dây. Thế còn chân gì? Chân 2, chân 3 là cặp tiếp điểm thường mở, đúng không? Chân 3, chân chân xin lỗi, chân chân 2, chân 4 là cặp tiếp điểm thường đóng và chân 3, chân 4 là cặp tiếp điểm thường mở. Đấy. Thế như vậy là rơ le 8 chân này chúng ta sẽ có thể điều khiển được bao nhiêu lệnh? 4 lệnh. Hai lệnh on và hai lệnh gì? Hai lệnh off. Có nghĩa là chúng ta sẽ điều khiển được gì? Được 4 thiết bị. Đúng không? Đấy, chúng ta phải trình bày như thế. À, tín sửa lại nhá. Nghe rõ Dạ em nghe rồi. không? Vâng. Tiếp theo đến công tắc tư. Đúng rồi. Là cái loại là MC. Em sẽ tìm hiểu cái loại MC gạch ngang 9A gạch ngang 1. Đó. Ở đây có tiếp điểm phụ là có một cặp NO. Điện áp là 220V. Đó. Tất nhiên ở đây là em đã cũng đã giới thiệu được về hình dáng, về kích thước. Nhưng cái ứng dụng ở đây thì chưa nói được rõ lắm. Đúng không? Ứng dụng ở đây như vậy là ngoài cái việc đấy, em có thể là gì? Đóng cắt hay là cấp nguồn hoặc cắt nguồn cho một cái mạch tải 3 pha với dòng định mức là gì? Là 9A. Thế ngoài ra ta còn có một cái lệnh phụ nữa. Đúng không? Đấy, chúng ta có thể kèm thêm cái lệnh phụ nữa. Đó là một cái lệnh on. Đúng không? Bởi một cái tín hiệu phụ. Đấy, sử dụng cho một cái điều kiện nào đó. Đó. Thế tương tự như vậy, đó, cái công tắc Mitsubishi ST10 AC 220V đó cũng được. Đó. Thế như vậy là đối với lại cái công tắc tư là em đã trình bày gần như hoàn thiện. Nhưng ở cái phía dưới này này, đấy, cái ứng dụng này, đấy, nó mang tính chất là lý thuyết thì những cái ứng dụng này em nên ném vào cái từng phần cụ thể, đúng không? Từng phần cụ thể. Đấy. Chứ còn cái phía dưới này thì cũng cũng không không cần thiết phải nhắc lại. Đấy, không cần thiết nhắc lại. Đúng chưa? Bởi vì những cái này lý thuyết chung rồi. Đó. Ok. Đó, cái này càng tốt. Cách đấu. Đây là giới thiệu, đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp đến rơ le nhiệt. Ok. Đã giới thiệu được cái loại thứ nhất, loại thứ hai, loại thứ ba, ok. Đó. Đến cầu chì. Được. Đây. Cái mà chúng ta cần đây. Đó là cái mạch thứ nhất là mạch thực tập cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái rơ le 8 chân. Đó.
Thì ở đây như vậy là bạn Trung Tín đã vẽ là tương đối tốt. Tương đối tốt. Đó. Tương đối tốt. Thứ nhất là bạn ấy đã vẽ được các chân. Ví dụ như là chân 13, chân 14. Đó. 8 chân sao lại có 13, 14 hả? Hà Tín. Tín đâu? Alo, Tín nghe rõ Dám ba không? Ở đây ở trên em ghi là 8 chân mà ở đây em lại ghi là chân đến chân thứ 14. Thì cái sơ đồ chân này của em là sơ đồ chân của gì? Của rơ le 14 chân. Đấy em sửa lại đi nhá. Vâng, đây là của rơ le 14 chân. Thế nếu em sử dụng rơ le 14 chân thì em nên vẽ ở đây một cái sơ đồ chân để cho các bạn nhìn thấy rõ. Đúng chưa? Đấy, sau đó có điền địa chỉ đây. Ok. Thì đây người ta gọi là sơ đồ đấu nối. Nhưng ở đây ấy, xác định điện trở này, ok, tốt. Cái này là xác định trạng thái tiếp điểm, tốt. Nhưng ở đây em thiếu một cái là sơ đồ lắp đặt. Tín nghe rõ chưa? dạ nghe này. Phải vẽ một cái sơ đồ lắp đặt. Đó. Đó là vẽ một cái rơ le có một cái chân rồi sau đó dây vào chỗ nào, dây ra chỗ nào, trụ đấu chỗ nào vân vân. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ đánh dấu trên trụ đấu. Đánh dấu trên trụ đấu. Rồi tiếp tục đến cái bước tiếp theo là cái bước xác định thông số. Đúng chưa? Thì ở đây là em xác định thông số là mang tính chất là giới thiệu cái đồng hồ megaohm, à đồng hồ vạn năng. Nhưng chúng ta phải dựa trên cái sơ đồ lắp đặt đấy để chúng ta xác định thông số. Ví dụ là bây giờ chúng ta muốn xác định điện trở cuộn dây thì thứ nhất là thang đo của đồng hồ vạn năng để ở đâu, hai que cắm vào đâu, đọc trị số ở đâu và kết quả ghi ra đâu. Đấy, chúng ta chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Tín hiểu ý thầy chưa? Dạ hiểu rồi, Ừ, em sẽ bổ đó. sung sau. Ừ. Không phải bổ sung sau mà sửa luôn. Đấy. Sửa luôn. Nhá. Đấy. Về form mẫu là các em nên học tập cái trình bày của bạn Tín. Đấy, trình bày rất sạch đẹp và tương đối là chuẩn. Đấy. Nhưng vẫn còn một cái số vấn đề như thế thì Tín phải sửa. Và các em khác cũng tương tự. Ok. Tiếp tục ta đi một cái bài khác. Thầy nãy thầy gọi em đi vệ sinh lên không nghe thầy. À, vâng, anh Đức Anh hả? Dạ. Thì anh Đức Anh vừa rồi có nghe thấy thầy chữa bài của bạn Tín không? Dạ thấy ạ. Ừ, thế tham khảo bài bạn Tín và chữa của bài bạn Tín thì sửa lại như bài bạn Tín Dạ. nhá. Vâng. Bạn Thanh Tiến. Đấy, bạn Thanh Tiến ấy, thì là như vậy là bạn ấy đã có hơn nữa là hơn bạn Trung Tín, đó là bạn ấy đã có chụp ảnh được cái đế, đúng không? Cái đế của cái thế như vậy là về rơ le trung gian, bạn đã tìm hiểu cái loại H HH62P. Đấy, HH62P. Đó. Thì vấn đề của những cái khuyết điểm của bạn Tín thì ở đây bạn xin lỗi, khuyết điểm của bạn Tín đúng rồi. Thì bạn Thanh Tiến bạn ấy đã khắc phục. Đấy, bạn ấy trình bày. Đấy. Nhưng về form mẫu thì nên tham khảo của bạn Tín. Đấy. Còn về cái cách trình bày, nội dung trình bày thì bạn Tín lại chuẩn hơn. Đấy. Tức là các vấn đề này từ giới thiệu hình dáng này đến thông số kỹ thuật này, rồi đến sơ đồ chân này, rồi đến sơ đồ đấu nối này, đấy của từng của cái rơ le cụ thể này.
là chuẩn. Đấy. Cái thứ hai là đối với là relay 8 chân. 8 chân không có à? Đấy, như vậy là bạn Thanh Tiến ấy, thì lại mới được có hai cái relay. Đấy. Cái relay 14 chân này ấy, thì lại thiếu các đầu mục như trên. Đó. Thiếu các đầu mục như trên. Đấy. Như vậy là bạn ấy đã trình bày được cái một loại này là tương đối đầy đủ. Nhưng còn hai cái loại còn lại lại chưa đủ. Đấy, chưa đủ. Tiến bổ sung nhá. Thứ hai đến công tắc tơ. Đấy, giới thiệu công tắc tơ một loại này. Đó, sơ đồ đấu này. Loại thứ hai này. Ở đây ấy, thế tại sao thầy lại bắt các em tìm hiểu từng loại cụ thể? Là thầy muốn các em nhấn mạnh là nhận biết được các đầu đấu. Đó, bởi vì chúng ta thực tập mà. Đấy, chúng ta thực tập thì chúng ta phải nhấn mạnh vấn đề là nhận biết hay nhận dạng thiết bị này, tức là hình dáng thiết bị, kích thước thiết bị này. Rồi những cái trụ đấu ấy đấu như thế nào? Đó. Tác dụng của việc đấu làm gì? Đó, cho nên là khi các em tìm hiểu ấy là các em phải nói rõ đầu. Đấy. Ví dụ như là công tắc tơ, người ta có ba cái đầu, ví dụ L1, L2, L3 hay tên là gì đây này. Đó. Nó có tên ấy thì chúng ta phải nói rõ. Đấy là ba cái đầu trên là đấu vào cái gì, ba đầu dưới đấu vào cái gì. Rồi hai cái đầu ở dưới A1, A2 này là cái gì? Đấy, chúng ta phải nói rõ. Đúng không? Phải nói rõ. Thế rồi ở bốn cái trên này chúng ta lại có cũng có tên này. Đấy, thì nó là cái gì? Đó. Đấy, ví dụ như ở đây người ta ghi là ba po size S3. Đấy. Thế ba po là cái gì? 2NO là gì? 2NC là gì? Em phải liệt kê ra. Tiến ạ. Vâng, đó. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta nghiên cứu. À, bởi vì chúng ta thực tập mà. Đấy. Đến relay nhiệt. À, đến relay nhiệt. Thì chúng ta phải chỉ rõ này. Đấy. Relay nhiệt sau đấu thế này. Hà Tiến. Đấy, cái mạch relay nhiệt này em lấy đâu không đúng rồi. Cái này là cái relay 3 pha. Relay phát hiện pha, sai pha. Chứ không phải relay relay nhiệt. Vâng. Đấy, đây mới là relay nhiệt. Đấy, đây mới là relay nhiệt. Đấy. Vậy thì chúng ta phải chỉ rõ. Đó. Ở trên cái relay nhiệt đấy. Đầu nào là đầu 1, đầu nào là đầu 3, 2, đầu nào đầu 3, đầu nào đầu 4, đầu nào đầu 5, vân vân. Rồi cái tiếp điểm mà điều khiển của nó là đầu nào, là cái gì? Chúng ta phải chỉ rõ, nhá. Đến câu chì. Đó. À, ok. Thế như vậy là... Alo? Đúng rồi. Ờ, anh có nhà. Ờ, rồi anh cảm ơn. Ờ. Đấy, như vậy là chúng ta kết hợp hai cái cách trình bày bài của bạn Tiến và bài của bạn Tín. À, chúng ta sẽ có một cái cách trình bày hoàn thiện và tương đối đẹp. Cả lớp nghe rõ không? Dạ rõ. Vâng. Thế thì chúng ta sửa lại đây. Ai mà làm không đúng form mẫu như thế thì chúng ta sửa lại. Còn ai làm đúng rồi thì thôi. Ok. Chúng ta làm hết đến hết giờ. Thế buổi sau thầy chấm điểm. Không sửa nữa nhé. Buổi sau là chấm điểm. Cả lớp nghe rõ không? Dạ rõ. Vâng.